Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dạ rồi, cái hôm bữa là mình đang dịch từ tiếng Pali sang tiếng Việt. Mình đang làm câu thứ sáu. Câu thứ sáu hình như bữa trước của Bích Hà có dịch rồi, mình nói thêm chút xíu. Dạ là bút trác hô sa chá đi vô chàm bú đi bát tô si hà la đi bằng à gần tò anura đa bú rê ma hà vi hà rê vás tàn tò ti bê tắc ca bà li già a tắc ca thà vô ma gà đá bà xà giá lý khí. Rồi thì trong này mình thấy động từ là lý khí, tức là từ quá khứ ngôi thứ ba số ít của cái động từ lý khá tí. Lý khá tí nó có nghĩa là viết viết. Rồi chủ từ ở đây là bút đắc khô xà cha ri vô, đắc khô xà cha ri vô thì cái này là kamadarya. Cái này là visesanuttara kamadarya. Bởi vì nó là cái tính từ nó nằm phía sau cái câu định kiểu của nó là bút đắc khô sô cha, bút đắc khô sô cha sô à cha ri vô cha tí bút đắc khô sa cha ri vô, thì muốn nói vị thầy ngài bút đắc khô sa, ngài là vị thầy thầy bút đắc khô sa. Rồi bây giờ cái từ châm bú đi bát tô, châm bú đi bát tô thì cái này nghĩa nghĩa trong 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 kinh sách định nghĩa cái này nó là châm bú già bành nhà tô đi bộ. Châm bú đi bộ nên nó là một cái hòn đảo mà bành nhà tô đây là nó là quá khứ phần từ một cái từ bát cha nó tít cha Pachana nà tí, tức là well known đó, tức là biết một cách mà rõ ràng nổi tiếng á, nghe cái này nổi tiếng hay là được nhận dạng, được nhận dạng một cách rõ ràng á. Thì Pachana tí, Pachana tí này nó là phá, là tiếp bị ngữ phá, rồi nó cộng với cái ngữ động từ căn đó là nha, rồi na tí. Pachana là well known luôn. Cho nên cái đảo mà nó được nhận biết tốt quen, nó được nổi tiếng với những cái cây này được gọi là cái cây mận đỏ ha. Rose apple tree. Cho nên nó được gọi là, bởi vì cái từ Champuja này nó là cái cách thứ ba, cho nên cái này nó là Tatiya Tapurisa. Mình như ở đây mình thấy có cái từ Panyato này nó mất đi, từ Panyato này nó đứng ở giữa và nó được tỉnh lược đi, cho nên cái loại mà động từ á, sorry, từ ghép này đó, cái hợp từ này á, tiếng Pali nó gọi là Machi Lopi Tatiya Tapuvisat. Mắt chê là ở giữa hả? Lô pi lô pá là tỉnh lược, và lô pi là cái từ mà nó có sự tỉnh lược, cho nên cái loại này là loại Tathīyā Tapurisā, nhưng nó có cái sự tỉnh lược ở giữa, cái từ tỉnh lược thì chữ bỏ đi, mình chỉ thấy được cái từ châm bút, cái từ đi phá mà thôi, cho nên nó gọi là mắt chê lô pi Tathīyā Tapurisā. Rồi bây giờ qua cái từ Sihaladipang. Sihaladipang thì trong 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 kinh sách người ta định nghĩa cái từ này rất là dài, nó liên quan nhiều thứ, là si hằng là tí gần hà tí si hà la ca rasa la ca vàng cắt tổ si hà bà
phù ra chà tát tát phúc tất phúc tất tàng chan gia cũng nào sinh đồ nào từ à thì liên quan sống tà về gia tà phù sinh cái chính của nó là cái con phía sau này. Thì cái si si ha la đi ba si ha la đi ba này là cái định nghĩa của nó là ti na a di hi ni wa sa ba về na ga hi ta ta đi bồ si ha la đi bồ, cho nên cái từ chính của nó là cái từ là ti na đi bồ si ha la đi bồ. Tê ná là ở đây là chỉ cho cái từ si ha lô, cái cho nên mình có thể nói là si ha lê ná đi bồ si ha la đi bồ, toàn cái này là gì giải thích. Cho nên ở đây là cái đảo này nó được gọi là si ha la, là bởi vì là nó được cái tức là ở đây muốn nói là nó được lấy, nó được ghi nhận, nó được lấy bởi cái gì, bởi cái việc là ở tại đó đầu tiên hết của cái vị này, tức là ý đó là vị này nó ở tại cái đảo đó đầu tiên hết, là người đầu tiên sống ở cái đảo đó, cho nên cái đảo đó được gọi là Sihala Dipa. Rồi cái tên mà Sihala này là được giải thích kỹ ra là tại sao lại có được tên tên Sihala. Thì tên Sihala này là chỉ tên của cái vị vua, cái là không hoàng tử, hoàng tử cái tên thật của vị đó là Quý Cha Giá, nhưng mà vị hoàng tử Quý Cha Giá này được gọi là Sihala, là bởi vì cái vị hoàng tử này là con của cái vị này, cái vị này là cái vị vua này có tên là Sihabu Ba Hú, vị vua có tên là Sihabu Ba Hú. Thì cái vị vua Sihabu Ba Hú này á là có tên Si Lá Ba Hú, hay là ban đầu là từ Si Há Lá, cũng là Si Há Lá luôn, là bởi vì là vị đó trong này nó là Si Hăng Gành Hà Tý. Si Hăng ở đây á, mình nên hiểu nó có nghĩa là không, nó không có nghĩa là con tử, con sư tử, mà nó có nghĩa là giống như cái vương miện. Okay. Cho nên cái vị này là lấy cái vương miện, đạt được cái vương miện, lấy được cái vương miện, cho nên vị đó được gọi là Si Há Lá. Ở trong này giải thích cái văn phạm là bởi vì mình thấy trong cái từ này, cái từ Si Há Lá này là nó xuất phát từ cái từ Si Há với cái động từ này là tí. La tí thì nó chỉ lấy cái từ từ la, từ la, từ la la là động từ căn. Thì cái Si Há Lá này nó được gọi là nó là ký tá, nó là ký tành tá đu ti giá tá, nó là ký tá cũng được, mà nó cũng có thể là samasá cũng được, mà cái loại samasá đặc biệt nó là ký tành tá đu ti giá tá puri sa, tức là vì cái từ si hăng này á, nó là cái cấp thứ hai cho nó là đu ti giá tá puri sa, nhưng mà nó lại kết thúc bằng bằng cái để nhắc chuyện ngôn ngữ, cho nên nó gọi là ký tành tá. Rồi đây mới giải thích là tại sao ở trên này mình thấy cái từ la này, nó cái lá này không có dấu chấm, mà lại có dấu chấm. Thì ở đây mới giải thích là bởi vì cái từ lá không có dấu chấm được biến thành cái từ lá có dấu chấm. Thì cái này cách sau này mình đọc cái cách giải thích ở trong sử giải, bộ sử giải người ta giải thích cái cách hình thành của những từ Pali ấy. Thì đây là cái cách giải thích thành này. Ý muốn nói là ở đây cái từ si ha lá này nó là bắt nguồn hai từ si há và cái động từ la tí. Rồi cái lá này nó không có dấu chấm, nó biến thành dấu chấm, cho nên là nó gọi là Si Hà Lá. Rồi cái vị vua đó đó có tên là Si Hà Bà Hú. Rồi cái vị hoàng tử con của cái vị vua đó cũng có tên là
là ok, tức là cái vị vua ban đầu, vị vua là có tên là Siha-ba-hu. Cái vị hoàng tử con của vị vua đó được đặt tên là Si-ha-lá, là bởi vì cái vị đó là lấy cái vương miện, có thể là chiếm đoạt vương miện của vua vua gia, có thể là như vậy. Rồi sau đó là cái đảo đó được gọi là Si-ha-lá, là bởi vì là cái đó là cái nơi mà cái vị hoàng tử Si-ha-lá này là người sống đầu tiên ở cái đảo đó. Nên là cái giải thích tại sao nó được gọi là Si-ha-lá-di-pa. Rồi rồi Anuradhapura, Pura này thì cái này nó là ở cái thành phố Anuradha, thì cái này là nó cũng là Visesana, Visesanuttarabhadra Kammadarajasamasa, là cái thành phố mà có tên là Anuradhapura, thì mình có thể nói là Anuradho, Anuradho Pura là nam tánh. Cho nên mình mới thấy là cái giới tính nó rất là quan trọng, Pura là nền trung tánh. Okay. Cho nên nó thành là Anuradhang, 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 Anuradhancha, Anuradhancha tăng Purang Purancha ti Anuradha Pura. Cho nên là cái thành phố có tên là Anura đó. Rồi, Maha Vihara thì nó là Mahanto cha So Viharo cha ti Maha Viharo. Rồi, Vasanto này là hiện đại phong từ. Rồi, cái Tipitaka Paliya thì ở đây mình đã giải thích rồi, là Tipitaka Mewa Pali. Tức là chính cái tam tạng đó là những lời dạy của Đức Phật. Pali ở đây mình phải hiểu là lời dạy của Đức Phật, chứ mình là cái ngôn ngữ. Rồi. Attakatha-yo, cái này là số nhiều, từ Attakatha này. Attakatha này là Chattitapurisa, Attassa, hoặc là mình có thể gọi là Attha-năng cũng được, những số nhiều. Attakatha-yo, Attakatha-yo. Rồi còn Magadha-bha-sa-ya, Magadha-bha-sa, Magadha-bha-sa tức là cái ngôn ngữ của những người Magadha. Cái từ này thật ra nó là Magadha cha sa ba sa cha bi ma ga ba sa. Magadha là đấy, muốn nói là nó thuộc vào Magadha, những cái gì mà phụ thuộc vào Magadha thì được gọi là Magadha. Cái này nó là nữ tánh, bởi vì nó bổ nghĩa cái từ ba sa, ba sa là nữ tánh cho nên thành là Magadha. Thế cho nên mình thấy là khi mà mình hình thành cái từ ghép rồi thì nó trả lại cái thể ban đầu của nó là Magadha, thì Magadha ba sa. Dạ. Nó còn này có nghĩa là vị thầy có tên là Buddha Bồ Tát, sau khi đến cái đảo cái này là đảo đảo Tích Lan đó. Từ từ cái đảo mà Jambudipa là nó Ấn Độ, từ Ấn Độ. Rồi trong khi đang ở tại cái đô đại tự viện tại cái thành phố Anuradha đó, là đã viết những cái sớ giải đó, lời giải thích những cái ý nghĩa của tâm tạng, những lời dạy của Đức Phật. Cái này là cái này mình nên hiểu nó là cái này là trong cái ngôn ngữ của Magadha, trong ngôn ngữ của Magadha, thì cái này nên được hiểu là định sở cách. Dạ, rồi thì cái câu đó là như vậy. Rồi bây giờ mình qua câu thứ bảy. Oops.
Rồi Wataga Mani Abhayamaha Ranyu Kale Bahago Mahathira Ma Tula Chanapade Aloka Guha Yang Sanipatitoa Buddha Vachanang Tala Bane Su Su. Yeah, ok rồi. Dạ, chắc đầu tiên chắc nhiều cô Bích Hà dịch câu này trước. Dạ thầy. Dạ thầy. Watagamani Abayama Maharanyo Gale Bahavo Mahathera Matula Chanapade Aloka Guhayang Sanipatitoa Udawachanang Talapanyesu Lihimsu. À, trong câu này chủ cách là chữ Bahavo Mahathera. Bahavo là tiếng tỉnh từ số nhiều của chữ Bahu, bổ nghĩa cho chủ cách là Mahathera. Từ chính là Mahathera. Mahathera là kết hợp của hai chữ Maha và Thera, có nghĩa là đại trưởng lão. Cho định nghĩa từ này là Mahanto Cha So Thero Cha Tí Maha Thero. Mahathera là danh từ chủ cách số nhiều. Đây là loại Visesana Pupabada Kamadaraya Samasa. Bahavo Mahathera có nghĩa là nhiều đại trưởng lão. Động từ trong câu là chữ Lihimsu. Lihimsu là thì quá khứ ngôi thứ ba số nhiều của động từ gốc. Động từ gốc là Lihati là đã viết hay là đã khắc. Từ tiếp theo là Buddha Vachanang. Buddha Vachanang là từ hai chữ Buddha và Vachana. Vachanang là đổi cách số ít của từ Vachana là lời nói, danh từ trung tính. Buddha Vachanang trò định nghĩa là Buddhasa Vachanang, Buddha Vachanang. Đây là loại Chathita Purisa Samasa là lời của Phật. Talapanesu, Talapanesu là cách bảy số nhiều của hai từ Tala và Panya, Panna, Panna. Tala là một loại cây tên là thuốc nổ hay là cây cọ, danh từ đúng, danh từ Nam tỉnh. Và Banya là danh từ Trung tỉnh, có nghĩa là lã. Talapanesu đó định nghĩa là Talasa Panya, Talapanya. Và Tasa Talapanesu, đây là loại Chathi Tapurisa Samasa, có nghĩa là trên những chiếc lá đã thuộc nổ hay là đi là lá bối. Từ tiếp theo là chữ Sanipatitoa là bất biến quá khứ phân từ của động từ Sanipatati, có nghĩa là tụ hồi hay là hồi họp lại với nhau. Aloka, Aloka Guhayang là từ ghép của hai chữ Aloka và Guha. Từ này là cấp bảy số ít
Aloka là danh từ, là danh từ riêng. Uha là cái hang hay là cái động. Trần nghĩa từ này là Aloka, cha sa guha, cha tí Aloka guha, tasmin Aloka guha yang. Đây là loại vi se sanuttara para kamadaraya samasa, là ở cái hang tên là Aloka. Từ tiếp theo là chữ Matula Chanapade, là cách bảy số ít, được kết hợp bởi hai từ là Matula, danh từ nam tính, nam từ nữ tính, là tên danh từ riêng, và Chanapada là danh từ nam tính, có nghĩa là tỉnh. Cho định nghĩa từ này là Matulo cha so Chanapado cha ti Matula da Chanapado Tasmin Matula Chanapade. Đây là loại Vise Sanuttara Pada Kamadaraya Samasa, dịch là ở tỉnh Matula. Và cụm từ cuối cùng là Wattagamani Abhayamaharano Kale. Kale là cách bảy số ít của chữ Kala, có nghĩa là danh từ nam tính, có nghĩa là vào lúc, vào thời gian. Wattagamani Abhaya là danh từ riêng, là tên của vua, tên là Wattagamani Abhaya. Và Maharanyo là đại đại vương. Cho định nghĩa từ này là Mahanto cha so racha cha tí Maharaja tassa Maharanyo. Đây là cách sáu số ít. Cách sáu là sợ thuộc cách số ít. Đây danh từ ghép này gọi là Visesana Babada Kamadaraya Samasa. Rồi dịch cái nhóm từ này là vào cái lúc, vào cái thời gian, hay là vào thời của đại vương Wattagamani Abhaya. Nguyên câu rồi dịch lại là vào thời của đại vương Wattagamani Abhaya thì nhiều đại trưởng lão đã tụ họp lại ở cái hang tên là Aloka ở tỉnh Matula của nước Magadha, là từ nước Tích Lan, và đã viết hay là đã khắc lời của Phật trên những chiếc lá bổi. Dạ, rồi sao đúng sao đúng sao đúng dạ. Dạ, vậy động từ là ly khi suốt, cái này là ngôi thứ ba, số nhiều thì quá khứ, nên cái chủ từ của nó là Mahathira, Bahu là tính từ bổ nghĩa cho Mahathira, Bahu là bá hú số nhiều, bổ nghĩa cho Mahathira thành là Bahu. Rồi thì trước hết là cái từ Mahathira, thì đó Mahathira thì thật sự ở đây mình hiểu là không, khi mà định nghĩa là mình không cần thiết về định nghĩa là số ít cả. Nhưng nếu như mà nó số nhiều mình cũng có thể định nghĩa là số nhiều, nên mà về cái từ này mình tìm tìm thấy là số nhiều thì mình có thể định nghĩa luôn là Mahanta cha ti thì ra cha ti maha thì ra. Dạ, được. Như vậy cũng được, không cần thiết phải là số nhiều, và cái điều quan trọng là nó bắt buộc phải ở chủ cách, là câu thứ nhất, câu thứ nhất phải là chủ cách. Rồi rồi thì là những vị đại trưởng lão đó, những vị nhiều vị đại trưởng lão là đã viết và đã cắt các cái gì, Buddhavacana là lời dạy của Đức Phật, Buddhavacana thì cái này mình định nghĩa nó là Buddhasa hoặc là Buddha-năng được, cái gì Buddhasa, Buddha-năng được. Thì nếu như mình nghĩ là cái này là những lời dạy của Đức Phật Gotama không, thì mình nghĩ nó là Buddhasa Vachana, Buddha Vachana.
nhớ là cái từ khi trong cái câu định nghĩa đó là bún đó quá cho năng cái đó là đủ cách nha. Rồi thì vì vì cái này là nó nằm ở cái này là đối cách cho nên mình trả nó lại đối cách thì mình cũng ghi luôn là tăng bút đó quá cho năng, thì cái từ tăng bút đó quá cho năng thì nó là đối cách. Rồi đó là cái câu chính là như vậy, thì những cái sau là khắc khắc lên đầu khắc cái ta lá bành đề xuống, phải ta lá bành đề xuống, ta lá với bành á, ta lá là cái cỏ đó, cái cỏ cái rút nốt là cái lá bối đó. Pan á là cái lá, rồi cũng tương tự như vậy ở đây vì số nhiều cho nên mình có thể định nghĩa nó số nhiều luôn, có thể nói là ta lát sa pan na, ta lát sa pan na, ta lá pan na, tức là những cái lá của cây đó. Rồi xong mình trả lại cái từ gốc của nó, mình sẽ nói là tì xuống ta lá pan đề xuống, là như vậy. Rồi sau đó rồi thì những cái chi tiết khác là chẳng hạn như là ma tu la cha na ba đi a lô ca phu hai dạng san ni bát tích to, thì san ni bát tích to là bất biến quốc tích phân từ, từ cái động từ san na bát tích, san na bát tích là hội tụ lại, tập 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 trung lại, trung lại ở đâu, ở cái a lô ca phu hai dạng a lô cá gú hà, a cá gú hà cái từ gốc của nó là cái hang có tên là a lô cá, gú hà là nữ tánh, cho nên cái câu định nghĩa của nó sẽ là a lô cá chá xà gú hà chà tí a lô cá gú hà, thì ở trong cái câu định nghĩa là a lô cá, a lô cá, a lô không cần thiết mình có thể gọi nó là, nếu như cái từ alo cá này mình xem nó như là nam tánh á thì mình có thể gọi nó là alo cô chá xô vũ hà chà tí alo cá vũ hà cũng được. Mình chỉ nhớ là cái đại từ trong cái câu định nghĩa đó nó phải là cùng giới tính có cái từ phía trước, nên nếu như mình xem cái từ alo cá là cái tên, nếu mình xem cái tên của cái hang đó là nam tánh cũng được, biết làm không biết, thì nếu như mình xem là nam tánh thì cái đại từ của nó sẽ là xô, vì nó phải đúng với cùng nam tánh với cái từ đầu tiên. Còn nếu như mà thật sự mình muốn xem cái từ alo cá này là không được, bởi vì sao, nên như vậy thì đúng hơn, mình nên xem cái giới tánh của cái từ phía trước đúng hơn, bởi vì cái này nó là Wisi Sanuttara Pada, tức là cái từ phía sau là tính từ nó bổ nghĩa cho cái từ phía trước, cho nên mình không thể nói cái từ alo cá này nó giống với u há được, mà alo cá nó có cái giới tính riêng của nó, alo cá chỉ có thể là nằm nếu như nó là cái nằm. Alo có thể nó là nam tánh, thì cái đó nếu như nó là nam tánh thì mình phải ghi nó là nam tánh là alo cô chá số vũ hà chà tí alo ca vũ hà, nhưng cái từ cuối cùng đó, thì nó lại là nữ tánh, thì nó chỉ cho cái hành động rồi. Matula chanabadi Matula chanabadi, ok rồi, tương tự sau khi mà mình hình thành cái từ này xong rồi thì mình trả lại cho cái biến thể của nó thì mình sẽ nói là tasmin, à không phải tasmin vì cái này là nữ tánh cho nên nó thành là ta dằn hoặc là ta giá, ta dằn và ta giá alo cá vu hà dằn, cái này là nữ tánh. Rồi ma tú lá cha na ba đi, thì ma tú lá thì hàng chi giới tánh rất là quan trọng, mà tu lắng là nam tánh, Tự tin đó. nữ tánh này không, Dạ. mà tu là nó có thể là mà tu là mà tu lá cũng có, mà tu là mà tu lá có nam tánh cũng có mà nữ tánh, cái này cũng biết nhưng tánh
nếu như nó là cái tên của cái thành phố thì theo cô tra là nó là nữ tánh hả? Dạ. Ok, nếu như nó nữ tánh thì nó sẽ là Ma Tu La Chá Sa, rồi Chana Ba Đá là trung tánh, Chana Ba Đằng, Chana Ba Đần, Ma Tu La. Ủa mà nếu như mà nó là nữ tánh thì tại sao chỗ này trong cái từ ghép đó lại là nam tánh, nó là á chứ nó không là à, cho nên nó là không phải nữ tánh đâu ạ. Bởi vì nếu như mình nhớ cái luật không, nếu như nó là nữ tánh gốc ban đầu nó là nữ tánh thì nó sẽ giữ nguyên cái từ Ma Tu La, Dạ. như trong cái từ từ nữa là Ma Tu Lá, cho nên nó là nó không phải nữ tánh đâu ạ. Nên thành ma mình có thể nói nó là, nếu như vậy thì nó là nam tánh chứ nó không phải là trung tánh. Trung tánh chắc chắn không phải trung tánh đâu, cho nên nó sẽ là Ma Tu Lô Chá Sô Chana Ba Đần Chá Ma Tu La Chana Ba Đằng, rồi xong rồi Tasmin Ma Tu La Chana Ba Đề. Rồi 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 xong cái tiếp theo là từ là Wattagamini Abhaya Maharanyo. Thì nhưng trước hết là mình phải định nghĩa cái từ Maharanyo trước. Maharanyo là từ cái từ Maharaja, thì là Mahanto Jaso Raja Chati là Maharaja trước. Rồi xong rồi mình mới ghép thành cái Maharaja thì nó là Visesana Bút Bà Bà Đà. Từ Mahanta nó bổ nghĩa cho cái từ Raja. Xong rồi thì mình phải hình thành cái từ này trước, tức là Wattagamini Abhayo Jaso Maharaja Chati Wattagamini Abhaya Maharaja, từ đó trước. Thì cái đó nó là Visesa Nuttara Bada Amara, vì cái từ phía sau Maharaja nó bổ nghĩa cho cái từ phía trước. Cái phía trước là cái tên gọi của vị vua đó. Rồi sau đó rồi mình mới trả nó về cái biến 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 thể của nó, tức là Tassa Wattagamini Abhyaya Maharanyo. Cho nên cái câu đó có nghĩa là vào cái thời, hay là vào cái thời trị vì đó, vào cái thời trị vì của đại vương, vị đại vương có tên là Wattagamini Abhyaya, thì nhiều vị đại trưởng lão, vì nhiều vị đại vị trưởng lão là sau khi mà tập hợp lại, tụ tập lại ở trong cái hang có tên gọi là A Lô Cá, ở tại cái tỉnh thành có tên là Ma Tu La, đã khắc, đã viết những cái lời dạy của Đức Phật lên trên miệng trái để là bồi. Thì rồi câu đó là như vậy. Dạ thưa thầy, cái chữ Ma Tu La trong từ điển á, nó là nữ tính thì là tên của cái thành phố tên là Ma Ca Đăng, còn nếu mà Ma Tu La danh từ mà nam tính á, thì nó là anh của mẹ, có nghĩa là cầu á. Dạ Thì cho nên mình không vậy hiểu là tại sao mà nếu như nó là nữ tánh mà tại sao chỗ này nó lại dạ trả nó lại là Ma Tu Lá, nhưng mà Ma Tu dạ La thì nó hơi. dạ vậy thầy cho tôi hỏi cái câu khi mà định nghĩa, nếu như chữ vừa rồi là cái chữ Aloka vua hai văn thì tôi lại nghĩ là lâu nay mình học là mình lấy cái chữ vua ha là danh từ nam tính, danh từ nữ tính, là mình sẽ định nghĩa là chữ Aloka sẽ là biến thành nữ tính đó thầy. Bây giờ thầy nói là mình lấy chữ Aloka là nam tính, rồi chữ u ha, chữ Thì đó, u ha. bởi vì cái này là tên gọi nó có cái giới tánh riêng của nó rồi. Nếu như Mình không có biệt đổi hả nó thầy? nếu như nó không là tên gọi mà nó chỉ là cái tính tính từ, tự nhiên nó sẽ phụ thuộc vào cái giới tánh của cái từ nó cụ thể. Vì Dạ theo như dạ cô thấy từ alo ca vu hà thì cái samasa này là quý si sa nút ta bà đã phải, cái từ bổ nghĩa là cái từ phía sau chứ không phải từ phía trước. dạ Như vậy mình sẽ lấy chữ Aloka là từ chỉnh ở đây, Dạ đúng rồi, đó là sẽ từ là từ nam tính. Như vậy chữ U ha cũng sẽ biến thành nam tính ở đây khi mình định nghĩa. dạ không, vì nó gốc của nó là nữ tánh cho nên nó không có biến thành nam tánh được. Dạ như vậy Cái vốn thầy định nghĩa lại giùm cho trò nói chỗ câu số 10 á thầy, chữ câu Aloka vua hai văn á.
Dạ thì nó sẽ là aloco, nếu như cái từ đó là nam tánh, cái này không rõ Dạ tánh nó là gì, thì nếu như là nam tánh thì sẽ dạ là aloco chá sô gu hà chà tí dạ alo gu hà. Bởi vì khi mà nó thành là samasa rồi thì nó lại chỉ cho cái hang động, cái hang động đó nó lại là từ tánh. dạ như vậy nếu mà cái từ đứng định từ mà đứng trước thì nó sẽ biến đổi theo cái danh từ chính ở đằng sau, còn nếu mà định từ đằng sau thì cái danh từ mà đằng trước mà là danh từ tên riêng thì mình sẽ giữ nguyên cái giới tính của cái danh từ riêng đó ha thầy. Dạ, cái đó là mình phải xem cái giới tính gốc của nó là cái gì đã. dạ Nếu dạ như nó là cái từ thì nó dựng, còn có nhiều cái từ trong trong khi mình ra từ điển, cái từ đó nó gọi là tính từ thì nó sẽ phụ vào cái giới tánh của cái từ nó muốn gì á. dạ Còn cái từ, cái gì rằng cái từ thứ hai này mình nói là giới tính từ mà nhưng nó vốn là danh từ, nó có cái giới tính riêng của nó. dạ 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 kính cảm ơn thầy. Dạ rồi, ok, mình qua câu tiếp theo. Tithya ratta chanda nehi manda pang kara pito tang ni lúc và lê hi cha đa pito maha chana sa pa ti ha ri yang đa se sa ma ti tat tha thang su. Dạ, ok rồi, chắc có mời em Tuệ Tâm, mà Tuệ Tâm có làm câu này không? Dạ, thưa thầy cũng làm câu 8. Dạ. Thiya rát tá chan đá nề hí man đá bằng cà ra bế tòa tăng ni lúc ba lê hí cha đà bế tòa ma hà cha ná xá bà tí hà ri dần tát xế xà ma tí tát thá ác thăng số. Dạ, thưa thầy là cái này nó ngay chỗ mà má ha chá nát xá bà tí hà ri dân đát tết ta ma tí, con nghĩ là nó có một cái dấu ngoặc ha thầy, dấu ngoặc giống như là nó thể hiện là cái câu đó nó nằm trong dấu ngoặc ha Dạ dạ đúng, câu nó nằm thầy. mấy cái câu nó giống như câu nói, thì cái câu nói nó nằm từ đây tới đây này, từ đây tới đây. Maha cha nasa patihari yang asisa ma, đây là cái câu nói, cái câu suy nghĩ. Dạ con xin phân tích câu này. Tích thí gia là chủ cách được chia theo nam tánh số nhiều, những tà sư. Rát tá chan đá nê hí là được chia theo danh từ trung tánh sử dụng cách số nhiều. Đây là từ ghép giữa tính từ rách tá và từ chanh đá ná. Định nghĩa của từ này là rách tăng chanh đá năng, rách tá chanh đá năng. Cái này là quý xê xá ná bấp bá bá đá cam má đá đà ra giá xá ma xá. Nó được dịch là bằng những gỗ trầm đỏ. Từ man đá băng là được chia theo nam tánh đối cách số ít. Dịch là lều cất tạm, là đối cách của động từ kara bết toa. Từ kara bết toa là bất biến quá khứ phân từ của động từ kara bê tí, là động từ sai khiến, là sau khi khiến, sau khi cho xây dựng cái lều cất tạm. Tăng tăng thì là đại từ thay thế, được chia theo nam tánh đối cách số ít, tức là nó thay thế cho từ man man đá băng. Dịch con dịch là nó là đối cách của từ Chada bết toa, tức là động từ là bất biến quá khứ phân từ của động từ Chada bê tí, cũng là động từ sai khiến, sau khi cho lợp nó lợ, tức là sau khi cho lợp cái lều cất tạm. Từ ni lúc ba lê hí
được chia theo chung tánh sử dụng cách số nhiều. Cái này là một từ ghép giữa tính từ ni lăng và ni lá và từ úp bá lá. Định nghĩa của từ này là ni lăng úp bá lăng, ni lấp bá lăng. Từ này là quý xê xá ná búp bá bá đăng, búp bá bá đá ca má đa ra giá xá ma xá. Nó được dịch là bằng những hoa sen xanh. Tá thá là bất biến từ tại đấy. Á thăng xú là động từ của câu này, là động từ quá khứ ngôi thứ ba số nhiều của động từ tít thát tí là đã đứng. Ở trong ngoặc kép, từ má ha chá nát xá được chia theo năm tánh chỉ định cách số ít, tức là được dịch là cho công chúng. Từ này là từ ghép giữa từ má ha và chá ná. Định nghĩa của từ này là má han tô chá xô, chá nô cha tí má ha chá nô. Cho cái này chi ở chỉ định cách nên con trả về lại là tát xá má ha chá nát xá. Từ ba tí ha rí dăm là danh từ chia theo chung tánh đối cách số ít, dịch là phép màu. Còn động từ của câu này, ngay chỗ này mình thấy có một cái phối âm, đó là đá xết xa ma tí, là từ đá xết xa má và từ ý tí. Động từ đá xết xa má là được chia ở vị lai, ngôi thứ nhất số nhiều sẽ khiến cho thấy. Nó là động từ sai khiến. Dạ không, nó chỉ là nó là Nó từ không phải thường. là động từ sai khiến thầy. Thưa thầy, nó có phải là dạng của động từ đát xê tí không? Đúng rồi, nó là đá xê tí. Dạ, nguyên nguyên câu con dịch mà chỗ này thì con cũng không rõ là nói hay là nghĩ, cho nên con dịch như thế này là những tà sư sau khi cho xây dựng lều cất tạm bằng những gỗ trầm, những hoa sen xanh thì đã đứng tại đấy và chúng tôi sẽ khiến cho công chúng thấy phép màu. Dạ con xin hết ạ. Dạ con cảm ơn thầy. Ok, xa đứng xa đứng xa đứng. Ok rồi, trong câu này thì động từ của nó là ách thăng xú. Ách thăng xú là quá khứ ngôi thứ ba số nhiều của động từ là tích thách tí. Tích thách tí thăng xú. Tích thách tí cái này nó là á này, là thì quá khứ cho nên nó cộng thêm vào. Rồi cái thang rồi đó là ăn xúc, em xúc ăn xúc, em xúc. Ok rồi, xong rồi. Chủ từ của nó là tích thi gia. Tích thi gia là số nhiều, của thứ nhất số nhiều của tích thi gia. Tích thi gia là những vị tà sư đó, người ngoại đạo, những vị thầy ngoại đạo. Rồi là đứng tất tha là đứng ở đó. Rồi ok, cái này là cái câu suy nghĩ, ở trong đầu, cái câu suy nghĩ nói thường thường cái này, ví dụ muốn thêm vào thì mình sẽ thêm nó thành là
chi ta dành ta nhưng hoặc là mình mới mana si karun ta là cái suy nghĩ như vậy, nghĩ như vậy ở trong đầu, nghĩ cái gì maha janasa patiha ni yang dasisa ma ti dasisa ma ti là chúng tôi, chúng ta sẽ, thì cái này lại là dasati dasiti, thì cái này có nhiều khi có hai ý kiến khác nhau, ý kiến là cho rằng cái này cũng có thể là sai khiến, tức là sai khiến cái dạng sai khiến của dasati dasati là thấy, hay là pasati dasati pasati, theo gốc của nó là pasati. Rồi nếu như mà nó sai khiến ấy, thì nó sẽ có cái tiếp vị nữ là ni, nên cộng vào nó thành là nó biến thành là dasiti, tức là khiến cho ai đã thấy, hoặc là cái nhiều vị chỉ nói là có nhiều cái ý kiến khác thì cho nó là cái nhóm, một cái nhóm thứ sáu, ok, tức là cái tiếp vị nữ của nó, cái động từ, động từ căn, động từ tướng, là động từ tướng nó là ni, cho nên là nó thành là dasi tí, có nghĩa là chỉ ra, chỉ ra là thể hiện. Rồi bát tí hà rí là những cái phép lạ, phép màu, hay là đối cách như phép lạ phép màu, thì chúng tôi, chúng ta sẽ thị hiện là biểu hiện những cái phép màu cho đại chúng, maha janasa là cho đại chúng. Cái này là chỉ định cách, chỉ định cách số ít của từ maha chana, maha là mahanto cha so chano cha tí maha chano, đại chúng. Nhớ cái từ này đặc biệt đó, là nó là số ít mà nhưng nó có nghĩa là số nhiều. Rồi tiếp theo nữa là một cái bất biến quá khứ phân, hai cái bất biến quá khứ phân từ là karapito cha dapito. Karapito là động từ của nó là karapiti, karapiti là sai khiến, nó khiến ai làm cái gì đó, hoặc là cho sai khiến ai xây dựng, cái gì. Mandapang là cái này là cái liệu cật bản, từ liệu cật bản hay là đối cách số ít. Rồi bằng cái gì là xây dựng với cái gì, với cái ratta chandani, là ratta chandana thì anh số nhiều, mình có thể định nghĩa nó thành số nhiều luôn cũng được, có thể nói là ratta nicha ta ni chandana nicha ti ratta chandana ni, nếu mình muốn như vậy, nên là những số nhiều hết là rất rất tà lý cha tà lý chàn đa nà lý cha tí rất tà chàn đa nà lý, cái là trung tánh, okay. Và cái này là trung tánh số nhiều. Rồi xong đó, ví dụ mình muốn trả lại cái này là tì hít rất ta chàng đan nì, thì có nghĩa là cái gỗ trầm, gỗ trầm màu đỏ, chàng đó là gỗ trầm hương màu đỏ. Rồi và cái tiếp theo là cha cha đà pê tí, cha đà pê tí là cha tiền, cha tiền, cha đa pê tí này nó là mình lệnh, ok, nó là chỉ sai khiến, là sai khiến của cái động từ gốc của nó là cha đề tí, cha đề tí là bao phủ, bao bọc, cho nên nghĩa là cha đa pê tí là nó cộng cái tiếp vị ngữ là na pê vào trong đó nữa, là khiến cho ai đó là bao phủ che bọc, tăng ở đây là chỉ cho cái mandapa, cái liều tạm đó, với cái gì nilupalehi, thì cái này nó là, nó cũng là từ ghép, nếu mình nghĩa số nhiều cũng được,
chữ đó là ni là ni cha ta ni ô ba là ni cha ti ni lúc ba là ni, tức là những cái hoa sen, xanh. Hoa từ lily là hoa sen, ok, hoa sen xanh. Rồi rồi xong là tự nhiên mình trả lại cái này mình sẽ là ti đi lúc ba lì. Cái này là nếu mình muốn định nghĩa theo số nhiều, còn mình muốn định nghĩa số ít cũng được. Okay. Định nghĩa theo số ít thì nói chung bởi vì cái này là do cái từ gốc của nó số nhiều thì thường thường bởi vì nó số nhiều cho nên mình nên định nghĩa trên định nghĩa nó số nhiều thì mình trả nó lại cái từ từ gốc của nó, cái từ biến thể của nó số nhiều. Rồi, dạ, thì câu đó nó có nghĩa là những cái vị mà ngoại đạo đó là sau khi mà cho xây dựng lên cái rầu cái lều tạm bằng những cái gỗ trầm đỏ, rồi sau khi là cho bao phủ nó bằng những cái hoa sen xanh, đã đứng tại đó suy nghĩ là chúng ta sẽ thể hiện cách màu cho chúng sanh, cho đại chúng. Dạ, thì câu đó là như vậy. Dạ, ok, tôi chắc bữa nay mình đi tập dừng ở đây ạ, vì lát một mấy phút nữa có chuyện. Dạ, rồi có gì mình dừng ở đây, tuần sau mình sẽ tiếp tục. Dạ, xin cảm ơn thầy. À, Dạ, cảm ơn thầy. sao, được, vui.